Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 3 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 706, kết luận số 707 ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Thường trực tỉnh ủy và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Văn Sơn. Trong quý 3, các cơ quan khối đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó tập trung tham mưu giúp thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết tỉnh ủy năm 2023 gắn với cụ thể quá thực hiện nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội 13 của đảng. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng được quan tâm lãnh đạo tổ chức các tầng lớp nhân dân ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do mặt trận đoàn thể phát động. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đề nghị, ngoài các nhiệm vụ chung và thường xuyên, từng cơ quan tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã xác định, tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn dướng mắt thuộc phạm vi ngành, đơn vị phụ trách, phối hợp chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời báo cáo đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.